Hello, chào tất cả các bạn quay lại với kênh ND 4.0 của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn là cho các bạn sử dụng mẫu trên cáp kết nha. Này chắc có nhiều bạn biết rồi, nhưng mà cũng sẽ có nhiều bạn chưa biết nha. Đây mình sẽ trả lời một cái comment của các bạn này, comment trên kênh của mình nha. Thì cảm ơn các bạn vừa qua đã xem và ủng hộ kênh mình. Mình sẽ tiếp tục ra video để hướng dẫn các bạn. Thì gì mình biết mình sẽ nhất định sẽ chỉ nha. Thì bạn này hỏi là bạn ơi, mình làm video trên TikTok như cáp kết mà không có chữ của lời bài hát chạy, với lại những câu số thứ tự không có chữ hiện lên, mình phải làm sao bạn? Hay là chỉ cáp kết làm mới được thôi? Tại mình thấy có nhiều video trên TikTok vừa gõ nét vừa có chữ nữa. Đúng rồi nha các bạn. Thì trên TikTok thì mình chỉ sử dụng được nhạc, sử dụng âm thanh của người ta làm lại thôi. Chữ thì mình không có làm được nhiều hiệu ứng giống như trên cáp kết đâu nha. Rồi các bạn muốn làm được cái video mà có chữ chạy hiệu ứng á thì các bạn nên sử dụng mẫu của người khác nha. Tại vì cái này mình tự làm thì nó rất là lâu nha, rồi mất thời gian nữa. Tại vì hiệu ứng rất là nhiều, khi mấy bạn chạy chữ số tự hoặc lời nói gì đó thì các bạn sử dụng mẫu bên đây nó sẽ hay hơn nha, trong cáp kết nè. Thì lúc bạn vào các bạn chọn vào mẫu nha. Thì mình có khả năng mình có thể tự làm nhưng mà nó mất rất là nhiều thời gian. Mình qua bên mẫu này mình tìm một cái mẫu mình vừa ý nha các bạn. Mình tìm mẫu thích hợp để mình áp nó vô, mình ghép nó vô nha các bạn. Rất nhiều mẫu đẹp thì mấy cái mẫu này là do người ta cũng người ta làm ra xong rồi người ta up lên đây để cho mình sử dụng lại nha các bạn. Đây rất là nhiều mẫu. Thì bạn cứ vuốt lên mấy bạn kéo mấy bạn chọn, hoặc là mấy bạn có thể tìm kiếm gõ từ khóa rồi tìm kiếm trên kia mẫu giới thiệu hay là mẫu trên, mẫu nhảy nhạc gì đó. Bạn cứ gõ vào thì sẽ hiện lên cho mình nha. Đây mình sẽ sử dụng cái mẫu này nha các bạn. Các bạn vào xem, các bạn chọn vào sử dụng mẫu bên góc phải phía dưới màn hình nè. Sau đó nó sẽ hiện lên cái đoạn video mình cần áp vào để mình thay thế cái video gốc của người ta nha. Thì mình sẽ chọn một cái video thích hợp với cái nhạc và cái ngữ cảnh này nha các bạn. Đó, mình chọn vào cái video, sau đó cái mình chọn chỉnh sửa đây nha các bạn. Khi trên cao thì gió mây cũng là bạn, khi xuống thấp thì sỏi sạn nó còn khinh. Đó, mấy bạn thấy nó áp cái mẫu của người ta làm sẵn lên rất là đẹp nha. Hiệu ứng đồ đều có sẵn hết rồi, mình chỉ thay thế video gốc của người đã làm rồi thôi. Rồi sau khi vừa ý thì bạn chọn xuất bên góc phải phía trên màn hình đi nha các bạn. Xuất ra video á. Thì bạn thấy có biểu tượng cáp kết chữ M ở phía dưới nè, phía dưới video của mình nè. Thì lúc này mấy bạn chọn lưu và chia sẻ lên TikTok của bạn thì cái chữ M này sẽ mất đi. Cái biểu tượng M của cáp kết sẽ mất đi, còn các bạn chọn lưu vào thiết bị thì vẫn còn. Nó vẫn sẽ còn trên cái video của mình. Thì mình chọn lưu vào thiết bị nha các bạn. Cho cái video mình này mình cũng làm mẫu cho các bạn xem thôi. Sau khi làm xuất xong thì các bạn có thể chọn chia sẻ lên TikTok ở đây cũng được. Lúc này thì video mình đã hoàn thiện rồi đó. Các bạn vào bộ sưu tập thì đã có trong bộ sưu tập ảnh của mình nha, bộ sưu tập video của mình nha. Các bạn chọn chia sẻ Facebook, Instagram hay là TikTok gì cũng được cả. Mẫu rất là đẹp nha các bạn, rất là nhiều mẫu đẹp và hay. Tại vì mình mất thời gian mình làm thì mình có thể sử dụng lại nha các bạn. Thì này sử dụng miễn phí cho nên các bạn cứ vô tư mà sử dụng. Rồi sau đó mình sẽ đăng lên TikTok thử cho các bạn xem nha. Đó thì các bạn thấy là cái biểu tượng chữ cáp kết hình M vẫn còn ở trên góc phải phía trên màn hình nè. Bạn có thể thay đổi màu bằng cách chọn bộ lọc ở TikTok nha. Chọn bộ lọc và chọn màu vừa ý với mắt mình. Sau đó thì các bạn chọn đăng lên viết cáp thay đổi hình bìa cho video nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn thành công nha. Nhớ đăng, bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo.